Xin chào tất cả các em. Trong bài học ngày hôm nay thì anh sẽ cùng các em tiếp tục nghiên cứu về câu lệnh select kết hợp với các toán tử AND, OR, NOT và ORDER BY dùng để sắp xếp tập kết quả trả về. Thì đầu tiên chúng ta nghiên cứu về select AND. Select AND tức là kết hợp nhiều điều kiện cùng nhau thì cấu trúc câu lệnh là select tên cột, from tên bảng, where điều kiện 1, AND điều kiện 2 và AND nhiều điều kiện khác nữa. Thì cách sử dụng như thế nào thì cùng anh đi vào trong ví dụ. Thì ở đây anh muốn liệt kê tất cả những khách hàng mà có tên chứa chữ A cùng với địa chỉ ở Hà Nội thì anh làm như thế nào? Thì đầu tiên anh sẽ select này, tên khách hàng này, địa chỉ này. From là bảng khách hàng đúng không? Mà có tên khách hàng có chứa chữ A thì chúng ta dùng line đúng không? Line phần trăm A phần trăm. Và chúng ta kết hợp với AND địa chỉ bằng Hà Nội. Thì anh sẽ thực thi câu lệnh này. Thì các em thấy là nó sẽ trả về cho anh một kết quả. Đấy là Nguyễn Văn A, địa chỉ Hà Nội, thỏa mãn điều kiện của anh đưa ra. Thì các em thấy là đối với AND, các em có thể dùng kết hợp nhiều điều kiện với nhau để trả về kết quả, tức là lọc kết quả trả về. Thì tiếp theo, chúng ta sẽ học về select OR. OR tức là hoặc nhiều điều kiện cùng nhau. Thì cấu trúc câu lệnh là select tên cột, from tên bảng, where điều kiện 1, OR điều kiện 2, OR điều kiện 3, 4, 5, 6 đúng không? Thì để cụ thể cách dùng như thế nào thì cùng anh đi vào trong ví dụ. Thì ở đây anh muốn liệt kê tất cả những khách hàng mà có địa chỉ ở Hà Nội và Hà Nam. Thì trong bài học trước chúng ta dùng select in đúng không? Thì trong bài học này chúng ta dùng select OR. Thì chúng ta làm như sau. Select South from khách hàng, where địa chỉ là Hà Nội này, hoặc là địa chỉ bằng Hà Nam đúng không? Thì câu lệnh này tương ứng với câu lệnh in ở bài học trước. Và câu lệnh này sẽ liệt kê tất cả những khách hàng mà có địa chỉ ở Hà Nội hoặc là địa chỉ ở Hà Nam. Thì anh sẽ chạy câu lệnh này. Thì các em thấy là nó sẽ trả về cho anh 4 dòng dữ liệu, 4 khách hàng có thỏa mãn điều kiện bên trên đúng không? Thì tiếp theo chúng ta học câu lệnh là select not, tức là phủ định của điều kiện. Thì các em hình dung cho anh là giả dụ điều kiện 1 đúng thì not sẽ là ngược lại điều kiện đó. Thì cấu trúc câu lệnh là select tên cột from tên bảng where not điều kiện. Thì ở đây not có thể dùng với nhiều điều kiện khác như là and or. Thì để cụ thể cách dùng như thế nào để cùng anh đi vào trong ví dụ. Thì ở đây anh muốn tìm tất cả những khách hàng có địa chỉ không phải ở Hà Nội thì anh sẽ làm như sau. Select South from khách hàng where địa chỉ đúng không? Bằng Hà Nội này. Bây giờ anh phải phủ định cái địa chỉ Hà Nội đi thì anh sẽ là not này. Thì anh chạy câu lệnh này. Các em thấy là nó sẽ trả về cho anh tất cả những khách hàng mà có địa chỉ không phải ở Hà Nội đúng không? Thì ở đây có hai khách hàng. Thì ở đây các em có thể kết hợp nhiều điều kiện với nhau. Anh giả dụ như là tìm tất cả những khách hàng có tên có chữ A và địa chỉ không phải ở Hà Nội thì anh sẽ kết hợp với điều kiện AND ở đây. AND này. Tên khách hàng có chữ A và không phải ở Hà Nội đúng không? Anh sẽ chạy câu lệnh này. Thì các em thấy là nó thật kê ra những hai khách hàng mà thỏa mãn điều kiện bên trên. Ở đây các em có thể kết hợp các toán tử điều kiện AND, OR, NOT với nhau để lọc kết quả trả về. Thì tiếp theo chúng ta học về select order by, tức là sắp xếp tệp kết quả trả về theo một thứ tự tăng dần hoặc giảm dần theo một cột nào đó chúng ta định nghĩa trước. Thì cấu trúc câu lệnh là select tên cột from tên bảng where điều kiện. Và tiếp theo là order by. Order by thì luôn đặt ở cuối cùng của câu lệnh để dùng để sắp xếp thứ kết bảng kết quả trả về theo cột nào đó theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Thì mặc định nó là tăng dần ASC và giảm dần là DSC. Giả dụ số thì thứ tự tăng dần, còn nếu theo alphabet nó sẽ theo sắp xếp theo thứ tự alphabet tăng dần hay giảm dần. Thì để cụ thể cách dùng như thế nào thì cùng anh đi vào trong ví dụ ở đây. Thì bây giờ anh muốn liệt kê tất cả những khách hàng mà sắp xếp theo thứ tự tăng dần của tên khách hàng thì anh làm như thế nào? Thì anh sẽ là select này, South from khách hàng này, where này, tên khách hàng này. Anh giả dụ tên khách hàng có chứa chữ A đúng không? Line A chẳng hạn. Và anh sắp xếp theo thứ tự là tăng dần, order by này, tên khách hàng, thứ tự tăng dần đúng không? Ở đây anh đang tên, anh đang viết sai, tên KH đúng không?
Thì câu lệnh này sẽ liệt kê tất cả những khách hàng có tên chứa chữ A và được sắp xếp theo tên khách hàng thứ tự tăng dần của alpha B. Chúng ta chạy câu lệnh này. Các em thấy là ở đây nó trả về cho ba kết quả, ba giá trị, ba hàng đúng không? Và được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của tên. Thì ngoài ra các em có thể theo thứ tự tăng dần bằng cách là DESC này. Thì ở đây kết quả trả về được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tên khách hàng. Thì ở đây các em có thể sắp xếp theo thứ tự theo nhiều cột khác nhau. Anh giả dụ như là anh muốn liệt kê tất cả những khách hàng mà kết quả trả về được sắp xếp theo thứ tự là địa chỉ tăng dần nhưng mà tên thì giảm dần. Thì anh sẽ làm như sau. Anh sẽ select này, sao from khách hàng này và order by này. Tăng dần của địa chỉ đúng không? Anh địa chỉ này. ASC tăng dần đúng không? Anh dùng phẩy này. Và tên khách hàng này giảm dần thì phẩy DSC. Như vậy thì câu lệnh này sẽ liệt kê ra cho anh tất cả những khách hàng mà được sắp xếp theo địa chỉ tăng dần alpha B và tên khách hàng thì giảm dần. Thì anh sẽ chạy câu lệnh này. Thì các em thấy là ở đây Hà Nam, sau đó đến Hà Nội và Thái Bình. Thì Hà Nội có ba địa chỉ trùng nhau thì sau đó nó sẽ sắp xếp theo tên. Thì tên khách hàng ở đây sẽ sắp xếp theo tự giảm dần của alpha B. Như vậy thì các em thấy là dùng order by các em có thể sắp xếp tập kết quả trở về theo thứ tự tăng dần hay giảm dần của cột bất kỳ các em mong muốn. Thì tiếp theo chúng ta có thể giới hạn kết quả trở về. Thì trong SQL chúng ta có thể giới hạn kết quả trở về. Anh giả dụ như cơ sở dữ liệu có quá nhiều dữ liệu, có cả triệu record chẳng hạn. Thì chúng ta có thể giới hạn kết quả trở về. Ví dụ như là 100 kết quả trở về thôi. Thì chúng ta có thể dùng select top đối với hệ quản trị cơ sở dữ liệu là SQL Server hay Access. Và đối với MySQL thì chúng ta dùng limit ở đây. Các em thấy là limit số hàng đúng không? Còn Oracle chúng ta dùng row 5 nhỏ hơn số hàng. Số hàng ở đây chính là số kết quả trả về. Thì để cụ thể cách dùng như thế nào thì cùng anh đi vào trong ví dụ. Anh giả dụ ở đây anh muốn liệt kê ra tất cả những khách hàng mà anh chỉ muốn lấy về hai kết quả trả về thôi. Thì anh sẽ làm như sau. Select sao from khách hàng limit 2 đúng không? Thì ở đây nó sẽ trả về cho anh hai kết quả tương ứng với cái limit ở đây. Thì ở đây các em có thể dùng limit kết hợp với nhiều điều kiện khác để các em giới hạn kết quả trả về. Anh giả dụ trên này anh có thể limit ở đây là hai kết quả thôi. Thì các em chú ý cho anh, câu lệnh limit luôn đặt ở cuối, ở phía cuối của câu lệnh. Các em thấy là nó trả về cho anh hai kết quả đúng không, hai dòng dữ liệu. Thì tùy thuộc vào từng hệ quản trị cơ sở dữ liệu mà các em có thể dùng câu lệnh khác nhau. Ở đây có câu lệnh select top cho access hay SQL server, limit cho MySQL và Oracle là row 5. Thì như vậy trong bài học ngày hôm nay các em đã học về select kết hợp với các toán từ AND OR NOT cũng như là sắp xếp kết quả trả về và giới hạn kết quả trả về. Thì trong bài học tiếp theo thì anh sẽ cùng các em nghiên cứu về câu lệnh select kết hợp với các hàm có sẵn trong SQL cũng như là group by having để lọc kết quả trở về. Hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo.